Xin được kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Hiện nay thì tình hình giá thanh long ruột đỏ đang ổn định ở mức cao, không riêng gì ở khu vực miền Tây mà khu vực Bình Thuận. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình hình giá thanh long ruột đỏ vẫn còn có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng. Tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang có giá đồng từ 37.000 đến 40.000 đồng ký, loại 2 thì đang có giá đồng từ 32.000 đến 35.000 đồng ký, còn ở loại 3 thì đang đồng giá dao động từ 25.000 đến 28.000 đồng ký. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực khác nhau. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thì cụ thể là thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang có mức giá động từ 14.000 đến 16.000, hàng sàn thì đang có giá động từ 12.000 đến 13.000, còn hàng giạt thì đang động giá động từ 3 đến 4.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có giá lần lượt là 12, 13, 14, bò sàn từ 10.000, 11.000, 12.000, hàng vip hiện nay thì đang có giá động từ 14 đến 15. Còn hàng giạt thì đang nằm ở giá đồng từ 3 đến 4.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục ổn định ở mức cao. Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có giá đồng từ 34.000 đến 36.000, loại 2 thì đang có giá đồng từ 28.000 đến 30.000, còn loại 3 thì đang đồng giá từ 23 đến 25. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.